Chào các bạn, có bạn nào đang hóng Pháp Sư Gunter tập 142 không nào? Bạn nào đang hóng tập 142 thì vui lòng bình luận bên dưới video cho 44 biết nha. Vâng, xin thưa các bạn, Team Pháp Sư sẽ công chiếu tập 142 vào đúng 16 giờ chiều, tức 4 giờ chiều ngày hôm nay nha các bạn. Ngày hôm nay nha các bạn nha. Còn sau đây, mình sẽ tóm tắt một số nội dung chính của tập 142 để giúp cho các bạn dễ hiểu hơn về tập mới này nhé. Trong tập 142 sẽ có sự xuất hiện của một nhân vật mới đó các bạn. Nhân vật mới này của chúng ta bao là ngầu luôn ấy các bạn ạ. Đó chính là bí mật đó. Nên các bạn nhớ 4 giờ chiều ngày hôm nay để xem nhân vật mới này của chúng ta nhé. Và Genosan sẽ có trả thù trả ra hay được không nào? Còn 77 sẽ có một cảnh xuất hiện và chiến đấu với nhau đó các bạn, vô cùng là hấp dẫn luôn đấy. Các bạn nhớ đăng ký kênh cho 44 nha.